Lê Thụy là hot TikToker sinh năm 2000 và được biết đến với công việc chính là kinh doanh quần áo online. Thời gian đầu thì cô trở thành tâm điểm chê trách của tất cả mọi người khi thường xuyên xuất hiện với gương mặt đầy mụn và không trang điểm. Tuy nhiên thì theo thời gian, nữ TikToker dần chinh phục cư dân mạng và được mọi người ủng hộ hết mình. Mỗi lần chia sẻ thì Lê Thụy khẳng định mình là người không đặt nặng vấn đề về ngoại hình và yêu thích sự giản dị và bình thường. Chính vì vậy thì mỗi lần lên sóng, cô đều tự tin khoe mặt mộc đầy mụn của mình. Lê Thụy cho rằng đây là một chất riêng làm nên sức hút của bản thân. Tuy nhiên thì điều này vô cùng khiến cho nữ TikToker nhận về rất nhiều lượt bình luận vô cùng bẩn cợt. Thời gian đó thì Lê Thụy thậm chí phải ngưng công việc để nhìn nhận lại những khuyết điểm của bản thân. Gương mặt gây tranh cãi vì quá nhiều mụn và không trang điểm, nhưng body của Lê Thụy lại trái ngược hoàn toàn. Những hình ảnh khoe thân hình thon thả được cô đăng tải trên mạng cá nhân của mình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Hiện tại thì lượng fan của cô đang tăng một cách chóng mặt, nhất là những người trong độ tuổi Gen Z. Trên trang cá nhân thì Lê Thụy thường xuyên đăng tải những video nói về cuộc sống thường ngày hay vấn đề khá thầm kín. Nhờ biểu cảm hài hước và cách nói chuyện có duyên và sự tự tin ngút trời của Lê Thụy đã giúp cô trở thành một hiện tượng mạng ngày càng được nhiều người yêu thích và ủng hộ. Khởi đầu không mấy suôn sẻ, nhưng Lê Thụy chưa bao giờ bỏ cuộc. Chính vì nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết đi tới cùng đã giúp cho cô nàng ngày càng thành công và nhận được sự ủng hộ của tất cả khán giả. Mong rằng trong thời gian tới thì cô sẽ có nhiều đoạn video hay và ý nghĩa hơn nữa cho giới trẻ cùng xem.